Nhân một buổi, tôi đã tiễn đưa một người anh em Yuka đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Ba Mật Thuột. Chỉ trong khi tất cả mọi người đã về, tôi còn lưu lại trên cái trong cái trang đó và tôi cũng viết lại được một bản nhạc. Bài đó có cái tựa đề là Chiều Buồn Ban Mê. Bài này sẽ Minh Chiến ra hát một ngày. Ngạc nhiên đến với anh chị. Phần 2
thì sẽ gửi tới tất cả các anh chị những nhạc phẩm sau 75. Có một số những giọng ca chọn những bài nhạc sau 75 cho nên chưa xuất hiện. Chúng tôi biết là trong đó có những giọng ca thật xuất sắc. Xin mọi người chúng ta cùng ở lại cùng nghe những nhạc phẩm sau 75 của anh Thắng có gì khác trước 75 không? Và tôi nghĩ là thật có nhiều đề tài thật là đáng được lắng nghe. Nhưng trước khi đó có một điều ngạc nhiên đến với anh chị, do cái này của anh Lưu Phát Tấn bày ra em cũng không biết gì hết. Mời anh Lưu Phát Tấn. Thưa quý vị, là trong tháng này còn 3-4 ngày nữa gì đó tôi cũng không có biết chính xác lắm. Cách đây mấy năm anh có nói là sinh nhật của anh, là tôi muốn chọn cái tháng 9 này để làm cái du ca, và đồng thời cũng là gửi một cái mừng vui và sinh nhật của anh. Xin gửi anh công an. Có vậy thôi. Xúc động và cảm ơn anh Tấn rất nhiều. Đây là một cái thật bất ngờ cho tôi. Thì trong 3 ngày nữa là ngày sinh nhật của tôi, năm thứ 69. Thì tôi đã nhận quà là quý của anh Lưu Tấn đã nhớ bao năm nay. Hôm nay anh đã làm này, tôi thật là sung sướng và hạnh phúc quá. Xin chia sẻ với tất cả các anh rất xúc động. Chúng ta cùng hát bản nhạc này nè, xin được nhé. Có người xanh tóc yêu người tóc xanh, bây giờ tôi xin sửa lại chút xíu thôi, có người phai tóc yêu người tóc phai, đúng không? Người bạn tôi từ xa rồi tới thì bảo tôi là có người không tóc yêu người tóc không. Trong đó có tư tưởng thiền. Dạ, còn một cái nữa là một công mà hai biết là chúng tôi có nhờ anh Thái Thanh An vẽ ra một cái hình của du ca, và anh Thái Thanh An đã làm content phát hành ở Hòa Lan này. Và dạ, chúng tôi xin mời tất cả quý vị, tại vì ở đây cái tài chính để mà làm ở đây á, là bỏ ra chưa có rất là hạn hẹp, và chúng tôi đã bỏ ra công sức ra làm. Thì quý vị chỉ mua tem dùm cho chúng tôi để cũng như ủng hộ cho anh Thắng cũng như cho chúng tôi mà tổ chức ngày hôm nay. Chút xíu nữa cô Thảo Quyên và cô Kiều Anh sẽ gửi tem, những cái tem đó sẽ gửi lên cho quý vị mà mua dùm, mà mỗi người vài con tem để đủ cái tài chính cho mình trong cái tổ chức du ca ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn. Tôi xin cảm ơn sự chu đáo của anh Lưu Phát Tấn. Xin quý vị ủng hộ trong cái việc vừa qua. Và bây giờ chúng tôi xin được nghỉ giải lao trong khoảng chừng 25 phút nửa tiếng gì đó. Sau đó sẽ gửi lại tới quý vị phần 2 của chương trình nhạc du ca Nguyễn Quyết Thắng. Trân trọng kính mời và chúc quý vị một bữa tối thật ngon. Xin mời quý vị dùng bữa tối trong cái phần nhạc này. Có phải những anh chị em có nói muốn ủng hộ trong cái ngày hôm nay thì quý vị lại chỗ cái bàn của anh Minh Anh đang ngồi đó, chỗ cái bàn đó quý vị
có thể ủng hộ bằng tài chính qua cái anh Minh Anh đang ngồi ở chỗ cái bàn vệ sinh để mà ủng hộ đây. Và chúng tôi thành thật cảm ơn quý vị. Thank you.